Ok, hello, chào các bạn. Tân, khoan đã, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mà tia xong siêu cả. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok, bạn, chào bạn, để về channel quán. Xin chào các bạn nha. Ok, bạn, chào bạn, để về channel quán dùng với cuộc sống ở châu Phi. Ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt ở bản 53. Và hôm nay là chỉ thức sẽ là mở bữa tiệc để mà chào mừng ngôi nhà thơ mới sửa sáng một tí. Đấy, cũng không phải là ngôi nhà thơ mới tính mọi người, nhưng mà cũng sửa sáng một tí đi, để hôm nay là sẽ mở bữa tiệc, cũng như một bữa tiệc để như là 53, để cho những người dân mà đến đấy làm lễ nhà thơ sẽ được là đi vào đúng lên, gọi là đi vào, sắp tới sẽ là được vào nhà thơ mới. Và mình cũng đã chuẩn bị khăn trải bàn cũng như là những chậu hoa. Đấy, chậu hoa ở cái bàn này. Và lúc nãy giờ cũng đã sắp xếp bà trưởng thôn thôi, cũng như là sẽ là bên dân nhạc sẽ làm sau một lát thì sẽ có là cha sử sẽ không vào được mọi người, tại vì là thứ nhất là với lại là cái tường nó chưa vào được kịp, tại vì là mình phải bảo trưởng thôn là mình lúc trước là mình nói dặn một cái là khi mà dặn cái nhỏ mọi người, cái nhỏ thôi, nhưng mà sau đó thì cô Hồng là ở bên Mỹ là điền cho mình, cô ấy bảo là sẽ muốn giúp bản là sẽ là mua cái tường lớn thì sau đó thì mình lại chuyển ra để nói về cái anh làm tường là chuyển làm cái tường lớn thì để bây giờ là cũng chưa xong, phải tầm đó phải 15-20 ngày mọi người ạ, cho nên không kịp được để mà được tường về được thì không sao cả, để hôm sau thì nào mình sáng thì sẽ gọi là làm là buổi tiệc nữa, cũng như là sẽ là đón tường và mời cha sử vào để làm lễ của nhà thơ. Agora está tatuagem não veio ainda porque aquela vez que falaram aquele pequeno, mas o outro que mudaram para grande, então a fica só mesmo depois, vai ok. Mas agora sim já dá, não? Tá muito bonito. Agora, mas já vem aqui, pai. Essa aqui é coisa. Não, é da igreja? É daqui mesmo. Ah, depois ele vai ficar aqui? Ah, é daqui, mais daquele que foi buscar o pastor. Ah, foi com o pastor já? Ah, já foi buscar. Aí, bây giờ sẽ là cha sử ở trong bản, mọi người, chứ không phải là cha sử của nhà thơ lớn. Mình giờ cũng không mời được thì mình cũng nhân tiền làm mua luôn cả gà cũng như là cá và bột ngô các thứ là để vào mà để chúng bữa tiệc ngày hôm nay mọi người. Dạ tá bộ đây toàn bộ đây sử dụng đây. Depois vamos para comer fora só, né? Ah, tá bem, tá bem. Comer fora ou dentro? Não, pode ser aqui, como fora, tudo não tem problema. Ah, leva a sua galera fora para comer. Ah, dạ, tá bom. Mas chúng mình nhà thơ thì khá là đẹp, tất cả mọi thứ là để sáng sửa đều đẹp cả rồi. Và bây giờ là nói chung là và cùng sắp tới thì mình cũng chưa nói bác em mình về mọi người, thì mình cũng về một thời gian một tháng thì coi như là về mà như không về đấy, bởi vì là gần như là kiểu là ô u flo cho tay số bốn qua gì đây là hóa và cây trại đấy bác ấy là từ trong đây bên này ok trong rồi coi cái tên gì về tên mai gì kể u flo đi để rosa aqui também depois vai vir flor. Ah, isso depois vai crescer depois com a tesoura, com a fica bonito. Ok. Aí que nem sau tương lai sẽ có mọi người. Còn sau tương lai sẽ đẹp thôi. Dạ. Còn cái đội ngũ mà nấu ăn cũng như là chuẩn bị bữa tiệc thì đang ở dưới kia đang nấu ăn. Và có cả con dê hôm trước mà lần trước mà bác ấy tặng mình ấy. Mà mình không lấy hôm nay sẽ cho tiệc mở tiệc luôn mọi người. Mua thêm cả đùi gà cũng như là cả đủ các thứ mà để ăn luôn. Thì và mình cũng muốn vào đây cũng nói bác là ngày mai thì mình sẽ vào là để chào bác và cũng như là cái tiền cũ đầu là 96.000 cũng như là tiền luôn đa là bán được 57.000 mọi người, 57.000 nữa tổng đó tầm khoảng là 150.000 ấy, thì ngày mai thì mình sẽ là gửi đến bác cũng như là để bác cất vào quỳ luôn và cũng muốn chào bác một tháng mình quay lại em khoảng một tháng mọi người. Thì đợt này mình về thì việc công việc chủ yếu để chữa bệnh thôi mọi người, chưa xong cái bệnh nền ấy chứ. Bây giờ mà cứ đùng hở cái gì là hay ốm mà cứ hay bị đau hồng với lại là kiểu như là cứ bị sổ, cứ bị nóng ấy. Hay kiểu như vậy cho nên là về mình muốn là chỉ cho dứt điểm luôn để hôm sau sáng sáng cho nó có sức khỏe ổn định và cũng như là về để thăm mẹ và thăm hai người con mọi người. Đây chủ yếu như vậy thôi. Và ấy dạ quên. Không, dạ. Chào các bạn. Ok, các em nhỏ đó là bây giờ có cái chỗ này ngồi là rất là ok đấy. Anh ngồi chơi đây, rất là vui. Dạ. Yeah. À, milho tá bom, né, aqui? Ah, não. Tá tudo bom. Yeah. Lá também
Tá, também tá. Ah, eu já vi. Eu já vi no vídeo do quadro passado. Ah, ngô, rất là quen. Ngô là ở chỗ mà đông tròn cũng khá là ok rồi. Con đàn này là, ui, những cái to rồi. Ở khi ta mua tùa hồi tùa kì. Ah, yeah. Esse é aquele outro truque. Yeah. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Yeah, ta có gì nhà này. Đấy. Hôm nay là cũng như tiệc bình thường mọi người. Đây là gọi là gà. Gà. Cota grana mesmo para cada pessoa grana assim. Yeah. Aí está bom já. Ah, cabrito aqui, né? Ah, só tem essa. Ah, con bên này là dê mọi người, con dê mà không được để mà cho mình ấy, bây giờ là cũng làm luôn đấy. Ai ơi, chào các bạn đây, bên đẹp này. Ok, hello chào các bạn. Điều này đi ăn. Mặc đẹp để đi ăn tiệc mọi người. Đấy. À, để tìm tụi với anh xoàn đô để anh cho quần áo của anh. Có mặc không? Có mặc không? Quần áo cũ có mặc không? Mặc gì? Đấy. Về cho quần áo của mình mọi người. Mặc. Mặc chứ cũ cũng quan trọng mọi người. Cũ mới gì cũng được thì quan trọng là em phải có thêm quần áo mặc để chia cho ba anh em. Cả lắp tấm nữa, lắp tấm gọi là đít lạc nữa. Là cho mấy anh em mặc. Còn mình thì về thì không mang nhiều các mọi người. Dạ, ta bùng. Mas dạ agora já se amaram tudo povo? Ah, já. Já. Tudo povo. Depois quando o código, a comida ficar pronto, eles vão chegar já. Yeah, mas agora tipo, mas tu vai ficar aí para falar uma coisa? Ah, vai, não. É, yeah, tudo que vem aqui. Então, então vai só para banhar, né? Ah, tá bem, tá bem. Ok, banhar. Ok, já vai. Bạn đường đâu là làm từ sáng giờ. Đấy, từ sáng giờ là chưa tắm chưa rửa chứ cả. Bây giờ mới đi tắm đấy mọi người ạ. Đây bọn ngô to này. Đây cái giọng ngô to thế đấy. Đây. Cái ngô rất là cao. Đây chủ yếu là những cái chuồng mà rất là nhiều gọi là những cái chó trậu và kiểu đấy. Cho nên là ngô phát triển rất tốt. À sẽ bố lại. Cô ra đi, cô ra đi. Sim. Cô ra, cô xin cô ra. Tiramos em casa. Ah, tira em casa aqui. Que gabana ontem. Ah, ok. Onde? Aqui na outra, né? À, đây cái hành tây là cũng đã được thu hoạch ở chỗ của đội nhóm nghiệp. Tên bố ở đây. À, ấy. À, mà là tên mũi tụi bộ của này. Dạ, ok. Ok, ở đây là hành tây. Hành tây này là đi nhà trồng được mọi người. Để đi hôm nay là chỗ trồng ngày hôm kia đấy. Ở trồng ở bên phía chỗ vườn nông nghiệp bên kia mọi người. Dạ. Dạ, đã kia nào đã. Mà rất là vui. À, để cái máy là mình vào chào hỏi cũng như là dạ bàn giáo lại cho em ấy nụ. Còn bên chỗ trường học là bây giờ là lập tốn cả kiểu sống cả rồi. Bây giờ chỉ có lắng nền thôi mọi người. Trước vừa rồi là mưa nhiều quá phải lắng. Phải lập tốn trước thì mới lắng nền sau. Thì lắng nền sóng là ban ghế là mình cũng đã đặt thôi. Đặt mua ban ghế trong nhà. Trong gọi là trong trường học rồi. Thì lúc nào mà sống là em ai nụ là từ là lấy bàn ghế về và để cho các em nhỏ và học trường thôi. Còn 6 tỉnh 6 mọi người. Còn khi nào mình sáng thì sẽ là quay bàn xem 6. Nhưng mà hôm 6 thì em ai nụ cũng sẽ là ở bên này thì sẽ quay bàn xem những cái thành quả cũng như là lúc mà đi thu hoạch ngô cũng như thu hoạch đầu. Hay là đi thu hoạch đầu của em ai nụ nữa. Và những cái gọi là ở bên này để cho các bạn xem. Còn về Việt Nam thì mình cũng sẽ quay bàn xem. Đấy. Má mày. Yeah. À, ta kỳ giản đấy. Mà sẽ tiết là quan đủ. Só tiramos uma linha. À, só tiramos uma linha? Ah, uma linha só. Ah, ficou quatro. Ah, ah. Đây, hành tây là được thu hoạch được ngày hôm qua. Ngày hôm qua mọi người. Thì mình bây giờ là tất cả toàn quyền là để bán trưởng thôn là sẽ là từ sắp xếp. Cũng như là từ ấy thôi mọi người. Cái này bây giờ mà bán thì cũng sẽ có giá thôi. Để cho bạn ấy là từ bản nó cũng như là từ xử lý về đội ngũ nông nghiệp. Và thì các bạn là sáng năm thì mình cũng sẽ có một kế hoạch cũng là rất là mới mẻ cũng như là rất là có gọi là khả thi rất nhiều để mà bạc trưởng thôn bản năm ba cũng như là người dân bản năm ba. Đấy, bây giờ dạ depois o Ariano vamos ficar aqui quando eu viajar, né? Dạ, agora você já sabe eu que vai viajar, né? O Adriano me falou esta manhã. Ah, aí é.
Que daqui a bocado, daqui a 5 dias, o Alex vai viajar. Mas o filho Alex, não pode demorar muito aí. Não. Porque aqui tem muito trabalho. Sim, é mesmo. Quando voltar, vai fazer muito trabalho. Tá, perfeito. Já vou ficar mesmo aqui. Porque eu também tenho uma doente. Doente mesmo que está, tipo, tem que viajar para ficar forte mais. Para não vir aqui mais um dia, dois dias, três dias doente. Mas também para trabalho, muita coisa. Também não esqueça o coisa, a semente do coisa. Ah, do Vietnã, da... do cacau, couve. Ok. Muita coisa mesmo. Ok, já. Bà cái bảo là về, mình bảo là về Việt Nam thì chuyện này chủ yếu là để chữa bệnh thôi. Bà bảo là về về đừng có lẩu quả bên Việt Nam, sáng nay về bạc để mà là cùng với bạc là những công việc rất nhiều mọi người đấy. Bà cái gọi là gọi là về nhánh thôi mà sáng. Thế như này thì chủ yếu là để chữa bệnh thôi. Và bà cái con dần là phải mang giống Việt Nam tháng mới tháng nữa. Dạ ok, tôi đúng bệnh. Thì cái gọi là số bài số bệnh nhỉ? Dạ, bài số bệnh nhỉ? Chúng tôi có mình là anh đây rồi. Dạ. Ok. Ok mọi đấy. Vậy là cũng sắp được về Việt Nam mọi người, cũng mấy năm rồi. Ok nha mọi người. Ngày hôm nay chú của mình nổi rồi nha mọi người. Ngày hôm nay Khánh Thanh nha thôi mọi người. Hôm nay bây giờ là chú của mình mua một ít đồ ăn nấu cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người dần. Người dân bây giờ mình sẽ giấy theo chỗ tất cả mọi người biết luôn có cái gì ở đây nha mọi người. Bạn đang đợi bạn xuống phòng xuống xuống. Các bạn nha, bây giờ mình sẽ giấy theo chỗ tất cả mọi người hiểu luôn nha. Các bạn thấy chưa này, đây sẽ sao đây là các đó tất cả gia vị của bên này Angola rồi nha mọi người, có hành tây với là cà chua rất là tuyệt vời. Hai nồi nha mọi người, bây giờ là mình sẽ vào trong xem có cái gì luôn, có cái gì nữa. Sẽ sao đang sẽ sao ôi trời rất là thơm. Ở đây đây là thịt gà nha mọi người, thịt gà rất là thơm nha mọi người. Ấy tao mới tin cái đây là thịt gà, đây là thịt dê nha, anh đâu đây là thịt dê nha mọi người. Rồi đó bỏ tất cả gia vị rồi mọi người, ở bên này ăn có là nhỏ như nào nha mọi người nha. Yeah mà nó bớt sốt bớt sốt đã vậy anh đào cái bằng ra sốt rất là tuyệt vời. Các bạn thấy chưa này, rất là ngon, rất tuyệt vời. Đây là thịt dê cho chín cho mọi người nhé. Yeah mà bớt sốt đã vậy á. Ok thế sao ấy sao cái phun gì này. Đây là phui nha mọi người. Số mà bán là? Các bạn đây là cả chi này nó thì chắc là có một người nào xong đi nua nấu nửa nha mọi người để cho tất cả mọi người ăn luôn nhá. Ok các bạn nào xong đi nua quay tiếp cho tất cả mọi người xem luôn nhá. Ok bạn, thì bây giờ là cái công tác coi là nấu ăn các kiểu đã xong rồi. Bây giờ là để vận chuyển lên chỗ nhà thơ mọi người. Và trước khi mà ăn uống thì sẽ là gọi là người giảng đạo ở kia giảng đạo là sẽ là lên và phát biểu cũng như là làm lễ một tí. Sau đó thì mình cũng ăn uống. Đây, đây là tất cả các món ăn này. Gà, ui, gà đây à? Đúng. Dê mô? Dê ở đâu? À đây. Đi vào gà xuống, dạ. Đấy. Cái thứ dê. Ui xa. Bữa nay là có cả thịt gà, cả thịt dê, cũng như là cả cá nè mọi người, cá bên này nè, bây giờ đâu, cá chín chưa? Vẫn tiếp tục là đang nấu bột ngối mọi người, cá mất đấy, cá đây à? Cái bê xì, đây là ngon này, đây cá khó và cá chua mọi người, đấy, chờ, hôm nay là phải ta, hôm nay là bắt đầu là sẽ là
một bữa ăn gọi là rất tuyệt vời. À, dạ, cô bảy, cô bảy. Water. Đấy là, dạ, đấy là người giống như người giảng đạo một người trong bản ấy, ở là bản chính đấy. À, cô là qua một cây con para phải từ Utrapa đó. À, ok. Dạ, muy tu bon que ve aquí para que la cosa ya. Dạ, vamos comer sai sai đấy. Thank you.
Diz assim a palavra do Senhor, para os que não levam a Bíblia, os telefones, para que prestem mais atenção na leitura. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor e o meu... Me
quando o suco toro, esse é o Cacilene, e calha ele a palma, e Cacilene, onde for a chaie, e Cacilene, aleluia! Ei, celebrai com júbilo, todos os moradores da terra, irmão, nós somos criatura do nosso Senhor. Deus nos criou com um propósito aqui na terra, é para nós adorarmos o santo nome de Deus. Irmãos, embaixo da terra não há outro nome que merece adoração senão o nome de Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Uma primeira para o orgulho, tem que e hoje nós estamos alegres também, vendo esta bênção em que o servo de Deus, vindo de fora, e veio aqui para nos abençoar, aleluia! Deus é que tocou no coração dele e lhe conduziu até a esta aldeia e abençoou esta aldeia, aleluia! Por isso, aqui este povo deve adorar, aleluia! Ok bạn, bây giờ là đã làm xong lễ của nhà thờ rồi. Bây giờ là đưa bàn ghế ra để mà chuẩn bị bữa tiệc mọi người. Và các cái thức ăn đồ uống thì tất cả đều là chuẩn bị xong cả rồi. Thì bây giờ là để con cái vấn đề ăn uống chắc là mình cũng sẽ không có cũng không có quay lại bạn xem nhiều đâu. Để cho một cái bạn là tự nhiên như vậy để mà ăn uống mọi người ạ. Dạ, vai sao agora? Já terminar, né? Tudo já terminou. Já. Muito obrigado. Ok. Ah, pai Alex. Já, tá não, bom. Deus te abençoe. Sim, já, sim. Agora fica só. Já, depois vamos ver. Tá. Mas, já isso é uma coisa do nosso vietnamita. Sim, sim. Que ajudaram primeiro é Pentecosta. Depois vai o quê? Vai a Igreja Católica. Católica. Tá, bem, já. Tá, muito isso, obrigado. Isso muito do vietnamita e da pessoa que ajudaram. Graças a Deus. Ok. Já, ok. Muito agradecemos. Ok, sim, muito obrigado. Tá bom. E agora, bom apetite para tudo, já? Obrigado, obrigado. E bom apetite, já? Obrigado! Cái vấn đề quan trọng nhất nữa, mà mình một tí nữa quên mọi người là cái vấn đề quan trọng nhất để sẽ gọi là để có những ngày vui ngày hôm nay của bạn Lâm Ba, đó là những mạnh thương quân đã giúp đỡ, ấy, đã giúp đỡ xây dựng cái nhà thơ, ngôi nhà thơ của bạn Lâm Ba này. Thứ nhất là anh Cương là gọi là đã tài trợ phần mái của ngôi nhà thơ, và còn một cô giống tên là Mì thì đã giúp đỡ là để làm gọi là giá trạt cũng như là sửa lại cho thơ, là còn một cô Nguyệt nữa là để là cùng với mình là để mà hoàn thành những cái trang trí của nhà thơ cũng như là những cái bàn ghế của nhà thơ, và một cô Thu Hồng. Cô Thu Hồng thì mình đã nói với bạn xem đấy, đã nói trước đấy, là cô Thu Hồng thì muốn là tặng bạn Nam Ba một bộ tường lớn, nhưng mà bộ tường lớn thì do là đặt làm khá lâu, tại vì mình đã đặt sẵn bộ tường nhỏ rồi, sau đó mình đổi thành làm bộ tường lớn, cho nên cái thời gian nó hơi cấp bách một tí cho nên làm không kịp. Thì để hôm sau lúc mình sáng thì mình sẽ là gửi món quà của Thu Hồng đến với bạn Nam Ba. Dạ, ta bộ à cô là số ba của mình đấy. Tôi được của mình đây, ta kì. Dạ, ta bộ. Dạ, dạ, bắt đầu à cô là tôi được về của mình về nhá. Bao nhiêu tí tí. Dạ, sao sao. Dạ, dạ, sao sao nhá. Ok, obrigado. Fica bem com ele, já. Obrigado. Tchau, tchau. Sim, sim. Já, tá bom. Tchau, tchau. Já, tchau, tchau, já. Vamos já primeiro. Ok, pai. Até amanhã eu vou mandar mais aqui para ver na escola. Muito obrigado. Ok, já. Vai, tá com a que tu pediu, meu irmão. Já. Tchau, tchau.